Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với XT Mobile. Nếu mà hỏi mình chiếc điện thoại nào là ngon nhất, là xịn nhất và mới nhất của nhà Samsung thì mình sẽ trả lời ngay với các bạn. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra. Đây chính là chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra. Và lý do tại sao mà mình lại mang một cái sản phẩm như thế này lên video ngày hôm nay, đó chính là vì trong cái thời điểm hiện tại nó đã có một cái mức giá rất ok. Khi mà các bạn chỉ cần một cái số tiền là khoảng 24 triệu thôi là các bạn đã có thể sở hữu được chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra này tại XT Mobile rồi. Và nếu mà các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link mua hàng ở phía bên dưới để các bạn có thể dễ dàng vào đó và tham khảo nhiều hơn. Đầu tiên thì hãy nói một tí về phần thiết kế của Samsung Galaxy S22 Ultra đi. Bởi vì đây là điểm có thể nói là đặc biệt nhất của nó và cũng là điểm có sự thay đổi rất nhiều khi đem so sánh với những cái phiên bản khác của S22 hay là những chiếc như là S21 Ultra trước đây. Bởi vì sao? Bởi vì Samsung Galaxy S22 Ultra được nhà Samsung thiết kế giống như là những chiếc điện thoại thuộc dòng Note, không còn là những chiếc điện thoại thuộc dòng S nữa. Bởi vì đây là một trong những thứ mà Samsung họ muốn mang lại đối với những người dùng và nhất là những ai là fan của dòng Note. Bởi vì dòng Note của Samsung thì đã bị khai tử rồi. Và vì vậy mà các bạn có thể thấy là thiết kế ở trên chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra này nó có một kiểu thiết kế là rất là vuông vức, các cạnh đều rất là vuông đúng không? Và nó đậm chất của những chiếc Samsung Galaxy Note khác hoàn toàn với cái kiểu thiết kế là bo tròn các góc này nọ của thuộc dòng Samsung Galaxy S trước đây. Và dĩ nhiên khi đã nói đến những chiếc Samsung Galaxy Note rồi thì nó cũng phải có chiếc bút S Pen. Đây là một trong những điểm mà có thể nói là khiến cho mình rất là thích cái chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra này. Bởi vì mình phải công nhận là mình là một fan của dòng Samsung Galaxy Note. Mình đã từng sử dụng Samsung Galaxy Note 5 nè, Note S nè, hay tới tận là chiếc Note 9 luôn. Thì mình cũng đã từng sở hữu những cái chiếc sản phẩm thuộc dòng Note rồi. Và một trong những thứ mà có thể nói làm nên tên tuổi của dòng Note chính là chiếc bút S Pen này. Và chiếc bút S Pen của S22 Ultra cũng được Samsung họ thêm nhiều tính năng hơn, cải tiến nhiều hơn so với lại những chiếc bút S Pen thuộc dòng Note trước đây như là Note 10 hay là Note 20 này nọ. Cho nên nếu các bạn thích bút S Pen, các bạn thích dòng Samsung Galaxy Note thì đây là chiếc máy mà các bạn nên mua. Ngoài những cái điểm đó ra thì các bạn sẽ có mặt kính trước và sau, và phía mặt sau này các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái lớp nhám nhám xung quanh giúp cho các bạn có thể cầm nắm được. Nhưng mà mình có thể nói là cái phần này nó cũng sẽ bị dính dấu vân tay khi mà chúng ta sử dụng đó. Như các bạn thấy hồi nãy mình đã có lao trước khi mà mình quay rồi mà cầm một hồi thì nó cũng có để lại dấu vân tay. Cho nên là các bạn nên để ý một tí khi chúng ta sử dụng, mua một chiếc ốp hay là các bạn nên sử dụng một cái khăn như thế này và chúng ta lao sơ qua để giúp cho cái chiếc điện thoại của chúng ta nó trở nên đẹp hơn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng thấy thiết kế của phần camera cũng hơi khác biệt một tí khi mà chúng ta không có cái phần cụm để bao xung quanh những cái camera nữa, mà là những cái ống kính này được đặt nằm trên cái phần mặt sau luôn, một cái kiểu thiết kế khác là lạ. Về phần mặt trước thì các bạn sẽ có một cái màn hình rất lớn 6.8 inch, vẫn sử dụng tấm nền là Dynamic AMOLED 2X và chúng ta sẽ có độ phân giải là 2K+ và đi kèm theo đó là tần số quét 120Hz tương tự như lại S21 này nọ. Tuy nhiên thì có một điểm khi mà các bạn lên dòng S22 này mà chúng ta có thể nói là một trong những thứ gọi là được cải tiến nhiều hơn, đã từng sử dụng qua những cái sản phẩm thuộc dòng S trước đây thì các bạn cũng biết là nếu mà các bạn sử dụng cái độ phân giải là 2K+ thì các bạn không thể nào mà chúng ta sử dụng cái độ mượt hay là chúng ta đừng nói là tần số quét đó 120Hz được đúng không? Tuy nhiên thì lên chiếc Samsung Galaxy S22 này thì các bạn có thể sử dụng được độ phân giải 2K+ đi kèm với lại tần số quét 120Hz. Dĩ nhiên thì các bạn vẫn có thể là chuyển nó xuống 60Hz hoặc là các bạn có thể là chỉnh xuống là Full HD cộng này nọ. Tuy nhiên thì đây là một trong những thứ mà mình có thể nói là điểm đặc biệt ở trên cái chiếc Samsung Galaxy S22. Bên cạnh đó thì cũng phải nói một điểm nữa ở trên cái màn hình này mà khi hồi nãy mình có nhắc đến, đó chính là phần camera. Các bạn sẽ có một camera trước và camera selfie này sẽ có độ phân giải là 40 megapixel rất là lớn, giúp cho những chị em nào hay là những ai mà các bạn thích selfie thì đây là một trong những cái sản phẩm có thể nói là rất là ok. Và bên cạnh đó thì những cái tấm ảnh cho ra của cái camera trước này cũng rất là tốt, nhất là về phần màu da sẽ được xử
lý lại. Bên cạnh đó thì cũng phải nói về phần camera sau. Khi chúng ta có tới 4 camera sau với một camera chính có độ phân giải lên đến là 108 megapixel, một camera periscope telephoto 10 megapixel, một camera tele thông thường 10 megapixel, và cuối cùng là một camera góc siêu rộng 12 megapixel. Với những cái camera như thế này thì mình có thể nói là đây là sản phẩm chụp đẹp nhất mà quay đẹp nhất của Samsung đang có hiện tại. Dĩ nhiên thì với những gì mà Samsung Galaxy S21 đã làm được trước đây thì không cần phải thay đổi quá nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn có những sự cải tiến kha khá về phần quay phim, về phần những cái khả năng xử lý ảnh ở trên chiếc Samsung S22 Ultra này. Và mình có thể nói là nếu các bạn thích chụp ảnh hay là thích quay video thì Samsung Galaxy S22 Ultra là một sự lựa chọn không hề trật đi đâu được của nhà Samsung. Và có thể nói là với những cái khả năng quay của sản phẩm này, mình có thể là quay được video 8K 24fps ở trên sản phẩm này. Mình biết là ở ngoài kia sẽ có rất ít người muốn quay video 8K ở trên một chiếc điện thoại. Tuy nhiên mà vẫn có một số ít vài người chúng ta có thể là sử dụng cái video 8K này, hoặc là các bạn muốn trải nghiệm thử cái khả năng quay video 8K. Nhưng mà có một điểm mình sẽ lưu ý với các bạn là các bạn, nếu mà các bạn muốn quay video 8K ở trên cái sản phẩm này thì chúng ta nên mua một cái chiếc máy S22 Ultra, một cái phiên bản có bộ nhớ trong cao một tí, 512GB hay 1TB gì đó, để chúng ta có thể là lưu trữ, bởi vì 8K sẽ rất là nặng nha. Còn đối với những người bình thường thì chúng ta có thể quay video 4K 60fps này nọ. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là giảm thiểu được cái phần là bộ nhớ bị tràn quá nhiều. Tiếp theo thì chúng ta hãy nói về phần vi xử lý của sản phẩm này đi. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Và các bạn còn sẽ có những cái sự lựa chọn về RAM này hay là bộ nhớ trong. Như là phiên bản thấp nhất thì chúng ta sẽ có 8GB RAM, và phiên bản cao nhất các bạn sẽ có là 12GB RAM. Hay là những cái bộ nhớ trong như là 128GB mà mình đang có ở đây, hay là cao nhất là chúng ta còn có một phiên bản là 1TB nữa. Thì đối với cái con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 này thì có thể nói là tất cả những tác vụ từ nặng đến nhẹ mà hiện tại các bạn có thể sử dụng trên smartphone thì nó đều sẽ rất là mượt mà ở trên sản phẩm này. Đây là một cái vi xử lý có thể nói là mạnh nhất trong thời điểm hiện tại rồi. Cho nên là các bạn không cần phải quá lo lắng hay là quan tâm nhiều về việc là cái vi xử lý này có thể làm được cái này kia hay không, mà đây là một cái vi xử lý gần như là cần tất mọi thứ hết. Cuối cùng thì chúng ta hãy nói về phần dung lượng pin. Với một cái màn hình 6.8 inch to như thế này mà còn là 2K cộng nè, rồi 120Hz nữa, rồi có vi xử lý là Snapdragon 8 Gen 1 nữa, thì một cái dung lượng pin 5000mAh mới có thể đủ sử dụng ở trên cái sản phẩm này. Và sản phẩm của chúng ta thì các bạn cũng có thể là thay đổi những cái như lúc nãy mình có nói. Ví dụ như chúng ta giảm cái mức độ phân giải xuống Full HD cộng để giúp cho cái viên pin này nó có thể là có một thời gian sử dụng lâu hơn một tí. Hoặc là nếu mà các bạn không sử dụng quá nhiều những cái ứng dụng nặng hay là chơi game hardcore quá nhiều ở trên cái sản phẩm này thì 5000mAh đã rất là đủ đối với một chiếc máy như thế này rồi. Bên cạnh đó thì mình cũng phải nhắc đến, đó chính là chúng ta còn có công nghệ sạc 45W ở trên cái chiếc điện thoại này. Mặc dù hơi tiếc một tí không phải là một công nghệ sạc 65W này nọ, nhưng mà 45W vẫn giúp cho chúng ta có thể là đẩy nhanh được cái quá trình mà các bạn sạc pin ở trên cái sản phẩm này với một viên pin khá lớn 5000mAh. Ok, và đó là những gì mà mình có thể nói về chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra trong thời điểm hiện tại. Và với một cái mức giá là chỉ 24 triệu thôi thì các bạn đã có thể sở hữu được chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra Full Box New mới ở ST Mobile. Thì các bạn còn chờ gì nữa? Và nếu mà các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link mua hàng ở phía bên dưới của phần mô tả video để các bạn có thể vào đó và tham khảo. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.